Mình xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thể làm mua thêm được cái dung lượng lưu trữ ở trên Google Photo cũng như là tài khoản Gmail của các bạn. Nếu như mà các bạn gặp cái tình trạng đó là cái tài khoản Google Photo cũng như là Gmail nó luôn luôn là hiển thị là cái phần bộ nhớ là bị đầy và các bạn muốn mua thêm cái phần dung lượng lưu trữ, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách để chúng ta thể làm mua thêm được cái dung lượng lưu trữ ở trên cái tài khoản Gmail cũng như là Google Photo nha. Hai cái phần này thì khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ sử dụng được cả ở trên Google Photo cũng như là cái phần Gmail. Ở đây mình sẽ mở cái tài khoản Gmail của mình lên và các bạn thấy là nó đang có một cái dòng chữ thông báo đó là không thể gửi và nhận email. Nguyên nhân ở đây là do bộ nhớ của mình đã đầy và đồng nghĩa với việc là cái tài khoản Google Photo của mình sử dụng cho cái tài khoản Gmail này cũng không thể nào mà lưu trữ cũng như là tải lên những cái bức hình mới và không thể nào mà sao lưu những cái bức hình mới nó tương tự như cái tính năng ở trên iCloud ở trên tài khoản khi mà các bạn sử dụng những cái dòng máy điện thoại iPhone. Thì bây giờ cái việc của mình là mình sẽ mua thêm cái gói dịch vụ này và mình sẽ giải phóng bộ nhớ. Thì cái việc giải phóng bộ nhớ này thì các bạn cũng có thể là thực hiện được và không cần phải mua. Tuy nhiên thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ mua trực tiếp cái dung lượng lưu trữ ở trên cái tài khoản Gmail cũng như là Google Photo nha. Các bạn sẽ bấm vào cái phần là mua gói dịch vụ. Rồi, tiếp theo ở đây thì các bạn có thể là lựa chọn những cái gói dịch vụ mà các bạn có thể mua. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng cái gói cơ bản là được đề xuất là mình sẽ có thêm 100GB lưu trữ. 100GB đối với mình thì nó sẽ rất là nhiều và mình sẽ không cần thêm những cái gói khác. Ví dụ ở đây nó có cái gói tiêu chuẩn là 200GB, gói cao cấp là 2T và cái giá tương ứng các bạn phải trả trong một tháng. Với cái gói 100GB như thế này là mình chỉ cần phải trả là 11.250 đồng. Đó, gói 200GB thì các bạn cần phải trả là 17.250 đồng và gói 2T thì các bạn sẽ trả là 56.250 đồng trên một tháng. Mình sẽ bấm vào phần đó là mua gói dịch vụ. Lúc này mình sẽ nhấn vào phần đồng ý. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản Momo, ví điện tử Momo để thanh toán cho cái phần mua này. Và các bạn lưu ý là để thực hiện được thành công cái việc thanh toán cái khoản mua này, các bạn cần phải có một cái tài khoản ví điện tử Momo và các bạn phải cần phải có tiền ở trong ví này nha. Chỉ cần 100.000 là các bạn có thể là sử dụng được thoải mái. Mình sẽ bấm vào phần là đăng ký. Rồi, lúc này thì mình sẽ nhập mật khẩu của cái tài khoản Gmail này của mình và sau đó mình sẽ tiến hành là mua cái phần này nha. Sau khi mà mình đã nhập được mật khẩu cái tài khoản Gmail này của mình thì mình sẽ bấm phần là xác minh. Lúc này thì điện thoại của mình nó sẽ chờ thời gian để nó xác minh cái tài khoản Gmail này của mình nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phần đó là có để thanh toán yêu cầu xác thực đối với giao dịch mua và mình nhấn vào phần OK. Như vậy là mình đã đăng ký được thành công. Đó, và bây giờ thì nó đã có cái thông báo là bạn đã trở thành thành viên của Google One và mình sẽ nhấn vào phần xong. Bây giờ mình sẽ load lại cái tài khoản Gmail của mình và như vậy nó đã hết cái phần thông báo là cái tài khoản Gmail của mình đã bị đầy bộ nhớ và bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc đó là nhận gửi email như bình thường cũng như là cái tài khoản Google Photo của mình sử dụng cho cái tài khoản Gmail này nó sẽ hoạt động một cách bình thường, nó có thể là sao lưu tất cả những cái hình ảnh video có mặt ở trong điện thoại của mình. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn chi tiết các bạn cách để chúng ta có thể là mua thêm cái dung lượng lưu trữ ở trên cái tài khoản Google Photo cũng như